Hôm nay em Huế sẽ nói về các cái bệnh, ví dụ như là làm thế nào để cho chúng ta chữa được cái bệnh hen xẹt ở trên gà, mà hầu như trong cái quá trình nuôi gà thì chúng ta đàn nào cũng bị mắc đúng không ạ? Vậy thì cái nguyên nhân và cách chữa trị thì nó như thế nào? Thì hôm nay em Huế và em Mai sẽ nói về cái nguyên nhân và cái cách chữa trị cái bệnh hen xẹt ở trên gà. Thì đầu tiên đó chính là một số những cái phác đồ, những cái nguyên nhân triệu chứng mà khi mà trong cái lúc mà chúng ta chăn nuôi chúng ta gặp mắc phải đúng không ạ? Thì đầu tiên là khi mà chúng ta mới bắt về đây anh chị, mà chúng ta mới bắt về á, thì chúng ta có đàn gà nhà mình rất là hay bị cái bệnh hen xẹt. Thì ví dụ như trong trường hợp khi chúng ta mới bắt về thì em Huế rất là hay, khi mà đàn gà nhà mình bắt về thì chúng ta nên tốt nhất là sử dụng cho em cái điện giải và men tiêu hóa. Thì tại sao em Huế lại sử dụng cái điện giải và men tiêu hóa? Vì là khi mà đàn gà nhà mình mới bắt về, đàn gà nhà mình rất là mệt mỏi đúng không ạ, rất là mệt mỏi và rất là stress, nên là vì thế thì chúng ta cần phải cho uống những cái điện giải này, men tiêu hóa này, để cho đàn nhà mình nó tăng sức, nó tăng được cái hệ miễn dịch tốt hơn ạ. Tăng được cái miễn dịch tốt hơn. Và cái bệnh hen xẹt này hay còn gọi đó là một bệnh CRD, là một trong những cái căn bệnh truyền nhiễm do con vi khuẩn là Mycobacterium gây nên. Và chúng ta để điều trị cái bệnh này thì cách duy nhất là chúng ta phải sử dụng một số cái kháng sinh, một số những cái loại vitamin để cho chúng ta có thể là tăng cường sức đề kháng này, trợ sức trợ lực được tốt hơn đúng không ạ? Và nếu như mà cái bệnh hen nhà mình mà nếu mà bệnh hen gà ở CRD chúng ta mà không điều trị kịp thời thì nó sẽ kế phát sang một số bệnh như là viêm phế quản truyền nhiễm này, hoặc là những một số bệnh ví dụ như là bệnh hen ở ORT trên gà này đúng không ạ? Vâng ạ, thì là gà khi gà mắc cái những cái bệnh hen xẹt ấy thì gà thường có những cái triệu chứng, ví dụ như là cái gà vì đây là cái bệnh hô hấp ấy thì sẽ gây cho gà là gà sẽ rớn cổ há mồm lên để thở, cố gắng để rít lên những cái rít thở mạnh và tiếng đờm và tiếng bọt khí trong cổ họng này. Ngoài ra khi gà mắc hen xẹt ấy thì gà thường kén ăn chậm lớn và có cái nước mắt nước mũi hay chảy ra, và thường gà thường vẩy mỏ ấy. Ngoài ra thì cái bệnh hen xẹt do con Myco gây ra ấy, thì thường nó sẽ kết hợp thêm cả cái E. coli để tạo nên cái hen phức hợp, đó là cái CCRD đó. CCRD thì là sẽ là kết hợp do con Myco với con E. coli tạo thành cái khi mà mình mổ ra ấy, thì là nó sẽ có những cái lớp màng mỏng phủ lên cái nội tạng của con đàn vật nuôi nhà mình á. Thì từ những cái triệu chứng cũng như là cái bệnh thích mà mình có thể là quan sát được thấy trên cái đàn gà nhà mình, thì là mình có những cái biện pháp phòng cũng như là điều trị để phù hợp nhất để nâng cao cái hiệu quả điều trị của bệnh hen xẹt. Như chị Huế cũng vừa chia sẻ đó, thì là trước khi mình đưa đàn mình về thì là mình có thể là sử dụng phòng, ví dụ như là đối với khi đàn mình mới về chuồng mà trong cái thời gian mình ốm á, thì mình có thể là sử dụng thêm những cái điện giải cũng như là cái những dòng kháng sinh để phòng những cái bệnh về hen xẹt cũng như là tiêu chảy lây truyền từ mẹ sang con, hoặc là từ cái lò ấp sang từ cái lò ấp này. Ngoài ra là có thể là trong cái quá trình vận chuyển của mình ý, thì mình có thể sử dụng những cái dòng kháng sinh như Artisin hoặc là Amoxicillin này. Ngoài ra là có thể là sử dụng thêm cho em Mai cái điện giải này, vì bây giờ mùa này cũng rất là nóng đúng không chị Huế? Thì đó, thì ngoài ra, ngoài xung quanh môi trường á, khi để xử lý tốt cái những cái mầm bệnh ở tồn tại trong môi trường ấy, thì mình có thể là sử dụng cái dung dịch nano bạc sát trùng. Cái dung dịch nano bạc sát trùng thì nó có thể là phun trực tiếp lên máng ăn, máng uống, hoặc là ngoài ra là có thể phun trực tiếp lên cái chất độn chuồng, những cái xung quanh ở chuồng mình nuôi. Thì đó là những cái biện pháp mà mình có thể là chủ động để phòng những cái bệnh về hen xẹt, về đường hô hấp. Để ngoài khi mà mình đã chẩn đoán được cái chẩn đoán được cái đàn nhà mình đang bị hen xẹt ấy, thì mình có thể sử dụng những cái điều trị theo cái phác đồ như sau. Thế trong trường hợp là gà nhà mình bị hen xẹt quá nặng á, mà gà bỏ ăn bỏ uống, cái tỷ lệ giảm ăn giảm uống nó cao quá, thì mình có thể là sử dụng tiêm. Thì như bên công ty thuốc thú y Big Boss thì có bộ sản phẩm KF1000. À đây, chị Huế có thể là gửi đến cô bác cái sản phẩm của KF1000 này được không ạ? À vâng ạ, trên tay em đó chính là cái bộ sản phẩm, là cái dòng sản phẩm là KF1000 của bên công ty thuốc thú Big Boss. Thì trong cái cặp KF1000 này thì đầu tiên đó chính là, anh chị ơi, đây là chính là cái lọ nước pha đặc biệt. Thì như anh chị đã biết là trong cái lọ nước pha đặc biệt này thì nó sẽ gồm có những cái thành phần là vitamin K này, vitamin C và một số những cái tá dược, ví dụ như là acid pofenolic.
đó, và một cái màu hồng này rất là đẹp đúng không anh chị. Và bên cạnh đó thì một cặp này thì nó có những cái, thêm những cái là sản phẩm đầu tiên đó chính là Spectocin. Thì trong cái Spectocin này thì nó sẽ gồm có là Lancomycin và Spectocin, và kết hợp thêm nữa đó là Z7500. Khi mà chúng ta kết hợp ba cái lọ này lại với nhau thì nó sẽ tạo thành một dạng hỗn hợp đặc trị về những cái bệnh ví dụ như là hen kẹt ở trên gà này, E. coli, rồi là E. coli kéo màng, ORT và tụ huyết trùng cực kỳ tốt và cực kỳ hiệu quả luôn anh chị nhé. Và nếu như mà đàn nhà mình đang có những cái triệu chứng ví dụ như là đàn gà nhà mình có hiện tượng mà rướn cổ lên ngáp này, hoặc là bị bại liệt, bại huyết đúng không ạ, thì anh chị có thể là inbox trực tiếp cho em, thì em Huế cũng như là em Mai có thể là tư vấn kỹ hơn cho anh chị, để cho chúng em có thể là chẩn đoán được bệnh chính xác hơn nhé.